Em không, nhà mình bảo thèm ra ngoài để ăn bún cá chấm quá mà mình bảo giờ anh ra ngoài là thành tội đồ của xã hội luôn đó. Biết điều mà ở nhà đi, anh chỉ việc order thôi còn bún cá chấm cứ để em lo. Chính ra F0 cũng sướng mọi người ha, muốn ăn gì là được phục vụ món đó. Và với tinh thần X-Clean bất diệt, mình quyết định sắn tay vào bếp để làm một bún cá chấm luôn chứ không thèm order về. Miếng phi lê cá rô hôm trước mới mua về hôm nay tới công chuyện luôn. Cắt thành từng miếng vừa ăn rồi sau đó ướp cá với muối này, thật nhiều bột gừng, thêm chút bột ớt và tiêu. Để làm bột chiên xù healthy hơn một chút thì mình sẽ lấy 4 lát bánh mì đen quay nồi trên không dầu cho nóng giòn rồi giã vụn ra. Đảm bảo với cách này thì vẫn ngon lắm luôn đấy nhá. Cá mình sẽ nhúng qua một lớp trứng gà rồi nhúng vào bột xù, sau đó cho vào nồi trên không dầu nướng 160 độ trong vòng 10 phút. Bún cá chấm thì làm sao có thể thiếu nước chấm được, có thể nói đó là linh hồn quyết định 80% độ ngon của món bún cá luôn ấy. Mọi người cứ pha theo tỷ lệ 2-1-1-3 này đảm bảo bao ngon luôn nhá. 2 thìa đường ăn kiêng, 1 thìa mắm, 1 thìa chanh, 3 thìa nước lọc rồi khuấy đều. Cho ớt, gừng, tỏi băm nhuyễn vào cái là dậy mùi luôn. Và để nước chấm sền sệt thì bí quyết chính là cho một xíu tương ớt chin su vào nhá. Xong rồi giờ thì bày ra mâm thôi. Trông đĩa cá nó có mướt mượt mượt không kìa. Miếng cá giòn rụm chấm cùng với nước chấm chua ngọt thì ôi thôi rớt cái nách liền. F0 mà cứ được chăm kiểu này chạm mấy mà lên cân.